chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Những tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm rõ thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 phải ủng hộ tại Hà Nội. Lên phương án phòng chống thiên tai trong tình hình đại dịch COVID-19. Gặp gỡ người lao động đạt danh hiệu cây chổi vàng ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70% số công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng số khoảng 30.500 lao động. Trong đợt tiêm phòng COVID-19 lần thứ 5, Quảng Ninh ưu tiên tiêm cho công nhân tại 4 khu công nghiệp là khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên và khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Quảng Ninh kiên trì thực hiện chiến lược phòng chống dịch xuyên suốt theo các nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng ổn định tình hình. Để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, áp dụng biện pháp y tế phù hợp, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 đến nay, Lào Cai đã thực hiện nhiều những phương án kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tại chốt kiểm dịch km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cụ thể, tất cả công dân đến chốt kiểm dịch phải xuất trình giấy tờ tùy thân của cá nhân để lực lượng chức năng kiểm tra sau khi khai báo xong được xác nhận để chứng minh đã được khai báo, kiểm tra y tế. Riêng đối với xe tải, tất cả lái xe và người trên xe phải thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại chốt kiểm dịch trước khi vào địa bàn tỉnh. Các phương tiện qua chốt sẽ được phân luồng, mỗi khu vực đỗ xe có lối đi riêng. Căn cứ vào bản đồ dịch do Bộ Y tế công bố, Lào Cai yêu cầu người về từ vùng có màu đỏ phải cách ly tập trung 14 ngày. Trong các ngày từ 12 tháng 7 đến 18 tháng 7, tỉnh Lào Cai liên tiếp ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại chốt kiểm dịch y tế vào địa bàn tỉnh, km 237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các trường hợp này đều là lái xe đường dài, vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Nam đến địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 22 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 44.000 trường hợp mắc COVID-19. Chính quyền và ngành y tế thành phố đang nỗ lực để chống dịch và điều trị cứu chữa cho các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Một thông tin tích cực là số trường hợp khỏi bệnh đang tăng. Chỉ riêng trong ngày 20 tháng 7 có thêm 1.179 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 4.837. Đặc biệt, 106 ca bệnh nặng có tiến triển tốt. Mục tiêu của ngành y tế thành phố là kéo giảm số ca tử vong bệnh nhân COVID-19. Trong đó, bệnh viện hồi sức COVID-19 là nơi tập trung đông nhất của các bệnh nhân rất nặng và nguy kịch. Đội ngũ y bác sĩ tinh nhuệ nhất về hồi sức cấp cứu được phân công tại đây. Không thụ động ngồi đợi bệnh nhân nguy kịch chuyển đến, bệnh viện hồi sức COVID-19 triển khai phương án đánh chặn từ xa, bố trí bác sĩ tại các bệnh viện tầng dưới, thiết lập hệ thống hội chẩn từ xa, đưa ra tiêu chí nhận bệnh phù hợp. Cái chiến lược bây giờ của bệnh viện điều trị hồi sức COVID-19 là đánh chặn từ xa, quan trọng nhất là ngăn chặn bệnh nhân chuyển nặng, chứ không phải là chúng ta chờ để đón bệnh nhân đã chuyển nặng rồi. Thì bệnh nhân ở bệnh viện này nhận vào là cấp độ 3 và cấp độ 4. Thì hôm nay là một cái tín hiệu rất lạc quan ban đầu mà chúng tôi cảm thấy đó là một cái niềm mà khích lệ tinh thần rất là lớn. Đó là có 106 bệnh nhân đã chuyển từ độ nặng sang độ nhẹ và chúng tôi đang tích cực liên hệ để chuyển những bệnh nhân này về bệnh viện cấp độ 2 và cấp độ 1, vẫn đảm bảo an toàn tính mạng người bệnh và để những cái chỗ trống ở bệnh viện này để tiếp tục chúng tôi nhận những bệnh nhân nặng hơn. Thời gian qua, nhiều người dân tìm mua tích trữ oxy, máy thở tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Trí Thức cho biết đây là việc không cần thiết và người dân không nên hoảng loạn làm những việc không đúng. Người dân đừng có quá lo sợ, cũng đừng có hoang mang mà đi mua máy thở hoặc mua oxy trữ ở nhà, điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Tại vì là oxy hoặc là máy thở là phải có chuyên môn và phải sử dụng đúng với tình trạng bệnh lý. Chứ không phải là mệt thở oxy là khỏe, nó không có đơn giản vậy. Và cái điều đó đều gây ra cái khan hiếm máy thở và khan hiếm oxy, trong khi những bệnh nhân nặng thực sự cần thiết thì lúc đó người ta lại không có. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có 13 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các chuyên gia y tế đánh giá thời gian qua, lực lượng F0 tăng nhanh nên dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng tăng. Tuy nhiên khi người dân tuân thủ giãn cách, lượng F0 sẽ giảm dần, lượng bệnh nhân nặng có thể sẽ tăng lên trong một thời gian ngắn nữa và sau đó sẽ giảm dần.
Chính quyền và ngành y tế thành phố rất mong người dân tuân thủ các quy định giãn cách để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân là chủ trương đúng đắn, thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mọi đối tượng tiêm chủng đều được miễn phí và không phải đóng góp bất kỳ một loại phí nào. Tuy nhiên, gần đây, tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, có nhiều thông tin cho rằng người dân muốn tiêm vaccine thì phải ủng hộ quỹ vaccine mới được ưu tiên tiêm trước. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Sau đây là phỏng vấn của phóng viên chúng tôi. Đây là bản cam kết tự nguyện ủng hộ quỹ vaccine mà chính quyền phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng phát cho người dân khi đi vận động tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, thay vì để người dân đóng góp tự nguyện, thì mức giá lại được in cứng là 200.000 đồng một mũi một người. Điều này khiến nhiều người dân cảm thấy khó hiểu. Cái khía cạnh nào đấy thì người ta nhìn nhận, thì người ta theo lại một cái là thế này thì vô hình dung là đi tiêm là phải mất tiền. Thế nếu mà không có tiền đấy thì không được tiêm. Mà trong đó nhân dân người ta cũng có cái đóng góp vào cái quỹ đấy chứ. Nhè vào đúng cái lúc đi tiêm, đóng góp. Thế thì có phải là đây là nó cũng là một cái nó hơi bị méo mó. Theo quy định, việc tiêm vaccine cho người dân có nhu cầu là hoàn toàn miễn phí. Người dân chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe và công việc. Việc ủng hộ quỹ vaccine là trên tinh thần tự nguyện. Việc yêu cầu người dân ký bản cam kết ủng hộ cùng với việc tiêm chủng vaccine khiến nhiều người không đồng tình. Đối với người dân thì mọi người cũng có người có ý kiến khác hơn. Nhưng mà chúng tôi giải thích rằng quan điểm chúng tôi là theo tinh thần của Thủ tướng là tiêm tự nguyện. Ai cũng được tiêm, ai có tấm lòng được đóng góp, ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ. Chứ không nhất thiết phải bắt buộc ai phải đóng góp cả. Trao đổi với phóng viên về việc mức giá 200.000 đồng một người một mũi tiêm vaccine trong bản cam kết, ông Dũng, Chủ tịch Ủy ban phường Bạch Đằng cho biết, phường đã biết về sự việc này. Sau khi nhận được ý kiến của một số bà con nhân dân thông qua hệ thống ở địa bàn dân cư, tổ dân phố, thì phường đã tiếp thu và hiện nay đã tạm dừng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, thì Ủy ban phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng hơn đến bà con nhân dân để triển khai thực hiện tốt cái việc đăng ký tiêm vaccine theo chủ trương chung và phòng chống dịch COVID một cách tốt hơn. Chủ trương tiêm vaccine toàn dân sẽ là sự cố gắng lớn của chính phủ và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. Mọi sự đóng góp và kế hoạch tiêm chủng đều phải được minh bạch để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, trong đó có yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí và điều chỉnh thời gian để đảm bảo kết thúc sớm nhất sau 19 giờ 30 phút tối. Đối với khung giờ từ 6 giờ đến 14 giờ, công ty phải bố trí bữa ăn sáng, ăn trưa tại nhà máy. Và từ 14 giờ đến 22 giờ, công ty phải bố trí bữa ăn tối cho công nhân tại nhà máy. Đối với các trường hợp làm ca tối từ 20 giờ hôm trước đến sáng ngày hôm sau, công ty phải bố trí ăn tối, ăn sáng trước khi công nhân ra về. Đồng thời xem xét việc bố trí suất ăn trưa mang về trên cơ sở phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng các công nhân lưu trú trong tỉnh mà di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì chỉ được rời khỏi nhà máy sau 20 giờ tối. Trong đó thực hiện nghiêm túc hai địa điểm, một cung đường, người lao động chỉ đi về trên một cung đường cố định từ nơi ở đến nơi làm việc. Ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện, đặc biệt trong đợt bùng phát thứ tư của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp phân phối chủ động tăng nguồn cung hàng hóa tại các kho hàng. Tại thời điểm này, lượng dự trữ hàng hóa đã tăng từ 3 đến 5 lần. Đây là xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, nơi có hơn 22 hectare diện tích trồng rau. Trong đó có trên 10 hectare chuyên sản xuất rau cải xanh, cung cấp cho thị trường Hà Nội và những tỉnh lân cận. Do tình hình dịch bệnh, nhu cầu của người tiêu dùng giảm nên sản lượng rau xanh cung cấp ra thị trường giảm sút so với thời điểm trước. Tuy nhiên, để cung ứng đủ lượng rau cho thị trường, bà con nông dân vẫn duy trì sản xuất. Hiện nay, khả năng sản xuất cung ứng lương thực thực phẩm của các đơn vị vẫn tương đối dồi dào và chủ động. Một số cơ sở sản xuất mới chỉ hoạt động từ 50 đến 70% công suất do các trường học, dịch vụ ăn uống đóng cửa. Các đơn vị này sẵn sàng tăng công suất nếu nhu cầu thị trường tăng lên, đảm bảo không xảy ra tình trạng tăng giá, khan hàng. Khi Sở Công Thương thành phố đã đảm bảo dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tình huống có thể xảy ra. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết trong mọi tình huống cho nhân dân.
Giáo dục và Đào tạo mới ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 8 tới, với 5 bài thi gồm ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ. Thí sinh làm thủ tục dự thi lúc 14 giờ ngày mùng 5 tháng 8. Đối tượng thí sinh dự thi đợt 2 gồm thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vừa qua. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất ngày mùng 3 tháng 8, các đơn vị phải trả giấy báo dự thi cho thí sinh. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 8. Xung quanh quy chế đào tạo tiến sĩ đang gây tranh cãi thời gian qua, nhiều cơ sở đào tạo khẳng định về sơ bộ, quy chế mới đạt được một số tiến bộ, nổi bật là việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong hoạt động tổ chức đào tạo tiến sĩ. Trường đại học phải là nơi có thẩm quyền quyết định ai mới xứng đáng được trao bằng tiến sĩ, chứ không phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quan điểm của phần lớn các cơ sở đào tạo, quy chế mới trao cho các nhà khoa học quyền tự chủ, do đó không đi quá sâu vào các quy định mang tính chuyên môn, mà chỉ dừng lại ở một số nguyên tắc chung có tính nền tảng. Được soạn thảo sau khi thực hiện Luật Giáo dục Đại học, quy chế 18 đề cao tự chủ học thuật, vai trò của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là đơn vị chuyên môn và cộng đồng khoa học. Trong cái bối cảnh mới này, thì cái quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học nói chung, đặc biệt là cái quyền tự chủ về học thuật, nó được phát huy, và với cái quy định mới thì nó phù hợp và nó tạo điều kiện để cho các nhà trường tự vận động, tự phát triển học thuật và nâng cao cái vị thế của mình. Trước một số ý kiến cho rằng nếu nhà nước không ban hành các quy định tối thiểu ở mức độ nghiêm ngặt hơn thì sẽ bung ra hàng loạt chương trình đào tạo tiến sĩ kém chất lượng, đại diện các cơ sở giáo dục đại học khẳng định quy chế 18 đề cao vai trò trách nhiệm của giới khoa học trong công tác phản biện, đánh giá luận án và giám sát chất lượng. Các cơ sở giáo dục tùy theo mục tiêu, tiềm lực của mình có thể đưa ra những quy định yêu cầu khác nhau với nghiên cứu sinh, miễn là không thấp hơn với các quy định của quy chế. Các cái tiêu chí điều kiện mới trong thông tư 18 của Bộ là những tiêu chí sàn, và các cơ sở giáo dục sau đại học hoàn toàn có thể dựa vào đó để đề ra các cái tiêu chí, các cái ngưỡng đảm bảo đầu vào và đầu ra phù hợp với cái đơn vị đào tạo của mình. Và tôi tin là Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ điều chỉnh cái quy chế đào tạo tiến sĩ của mình hài hòa dựa trên các cái tiêu chí của thông tư 18 cũng như các cái yêu cầu, các cái chiến lược phát triển. Đây là một thông tư phù hợp với thực tiễn của đất nước ta, không duy ý chí và không cào bằng tất cả các cơ sở đào tạo tiến sĩ, phát huy hết năng lực đội ngũ giáo sư, phó giáo sư hiện có của đất nước ta trong công tác đào tạo và vẫn tiếp tục thúc đẩy sự hội nhập quốc tế nhưng phù hợp với thực tiễn của đất nước. Tôi rất hy vọng các cơ sở đào tạo đại học trên cơ sở chuẩn đầu ra hay là sàn của thông tư 18 này có những quy định cụ thể cho cơ sở đào tạo tiến sĩ của mình phù hợp. Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, quy định này còn góp phần hạn chế những tiêu cực trong khoa học như thuê viết bài báo khoa học, trả tiền để được đăng bài quốc tế. Thay vào đó, khuyến khích nghiên cứu sinh và người hướng dẫn có những công bố thực chất và chiều sâu. Việc sơ tán người dân trước mỗi đợt thiên tai đã rất khó khăn, thì trong đại dịch COVID-19 việc này càng trở nên vất vả hơn nhiều lần. Tuy nhiên, các địa phương cũng đã có những phương án sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp phải sơ tán số lượng lớn người dân ra khỏi vùng chịu tác động xấu bởi hình thái thời tiết cực đoan, nhưng vẫn đảm bảo an toàn trước đại dịch COVID-19. Trước mùa mưa bão, tỉnh Hòa Bình cũng đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sơ tán sớm hơn mọi năm khi có dự báo mưa lớn tại khu vực này. Tuy nhiên cũng có những khó khăn nhất định bởi việc sơ tán vài trăm người nhưng điểm tránh bão còn tương đối ít. Một số mà khu vực mà thực hiện cái thì hơi khó khăn về sơ tán. Thế nhưng mà trên tận là sẽ tuyên truyền chuyển đến những nhà người thân ấy và người dân ấy, xóm khác mà an toàn thì đến ở cùng, còn là san sẻ ra, nên là không tập trung như ngày xưa nữa. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có từ 5 đến 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Theo khuyến cáo, việc sơ tán tránh chú bão phải được chú trọng các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người neo đơn, khuyết tật. Tại các điểm sơ tán dân trong bão lũ sẽ tập trung đông người và thật khó để đảm bảo giữ khoảng cách, nên các chuyên gia đề nghị phải tuân thủ nghiêm 5K, trong đó 100% phải đeo khẩu trang, khai báo y tế đầy đủ để sử dụng khi truy vết.
dựa vào cấp độ rủi ro thiên tai, phân tích tính dễ bị tổn thương để có các kịch bản phù hợp, có thể ứng theo các chỉ thị 15, 16 và 19. Khi chúng ta sơ tán dân trong cái điều kiện thiên tai bình thường đã là hết sức khó khăn vất vả rồi, phức tạp rồi. Trong cái điều kiện Covid thì cái vất vả đó phải tăng lên gấp 3, 4 lần. Ví dụ như là cái số lượng người dân như thế không thể đồng loạt một lúc để di chuyển được, thì phải có kế hoạch di chuyển sớm và có cái phương tiện, cũng phải chuẩn bị phương tiện để làm đảm bảo được cái an toàn trong Covid. Cái thứ hai là những cái địa điểm để mình chuẩn bị sơ tán dân thì không phải là chỉ chuẩn bị một chỗ được, mà phải mình rất nhiều địa điểm, rất nhiều chỗ để đáp ứng được cái sự giãn cách. Trong thời gian qua, các địa phương cũng đã tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cách hướng dẫn người dân sơ tán tránh trú bão. Đây là lực lượng bốn tại chỗ rất quan trọng trong việc phòng ngừa dịch, vừa giúp đỡ người dân an toàn trước sự tàn phá của thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Thị Bích, Tổ vệ sinh môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị thành phố Hưng Yên, là người lao động đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu cây chổi vàng do tạp chí Môi trường Việt Nam tổ chức. 22 năm gắn bó với nghề lao công, trải nghiệm đủ buồn vui với nghề. Với chị Bích, niềm vui của chị là mang lại bầu không khí trong lành, sạch sẽ cho mọi người. 16 giờ hàng ngày là lúc chị Nguyễn Thị Bích bắt đầu công việc của mình. Tuyến đường mà chị phụ trách là đường Hàn Lâm và Điện Biên 3. Theo quy định, thời gian làm việc của chị sẽ kết thúc lúc 24 giờ. Nhưng thực tế, đây là công việc chỉ hết việc chứ không hết giờ. Đến với nghề lao công để mưu sinh, nhưng rồi chị lại đam mê công việc này và đã gắn bó với nó được 22 năm. Đó là khoảng thời gian chị Bích đã có nhiều cảm xúc khi vui, khi buồn với nghề. Hôm nay xe nó trục trặc ấy, đến 4-5 giờ sáng mới lại kết thúc ca, nhiều vì là kiểu nghĩ nó cũng hơi tủi thân, nhưng mà xong công việc thì chị em lại đấy tự an ủi mình là đấy là công việc rồi. Mình cứ phục vụ thật tốt để cho mọi người có cuộc sống trong lành, thế là mình vui. Không chỉ thu gom rác thải, chị Bích còn là một tuyên truyền viên trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Trên những con phố chị phụ trách, chẳng có ai không biết tới người lao công trách nhiệm này, luôn nỗ lực trong mỗi công việc mình làm và cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Năm 2018, chị Bích nhận giải thưởng cây chổi vàng do tạp chí Môi trường Việt Nam tổ chức. Chị Nguyễn Thị Bích còn luôn là gương mẫu đi đầu trong công việc cũng như trong cái hoạt động phong trào của công ty. Ngoài công việc của chị thì chị còn biết chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Công việc bận rộn lại vất vả tối khuya, nhưng thời gian ở nhà chị Bích vẫn tranh thủ làm may để kiếm thêm thu nhập. Chị Bích có một gia đình hạnh phúc, ba người con của chị ai cũng ngoan ngoãn học giỏi, con gái lớn của chị hiện đang du học tại Úc. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định của Chính phủ, từ ngày 21 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai đăng ký khai báo phương tiện trên cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông csgt.vn. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe, cũng như địa điểm, số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc. Khi người dân khai báo đầy đủ các thông tin về chủ phương tiện và xe, hệ thống sẽ tự động gửi về mail điện tử của người khai báo, cũng như cung cấp thông tin về đơn vị tiếp nhận hồ sơ xe, địa chỉ làm thủ tục và số điện thoại của cơ quan đăng ký xe để người dân liên lạc với cơ quan đăng ký, biết lịch tiếp nhận, giải quyết thủ tục, tránh tập trung đông người. Từ ngày 21 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu, biển hiệu xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng và xe du lịch, tạm dừng hoạt động của các bến phà, bến khách ngang sông sang các tỉnh, thành phố lân cận. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét tạm dừng hoạt động tàu khách đối với việc vận chuyển hàng hóa không dừng đỗ tại các ga trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.